Dạ, phải luôn giữ nóng hai lò chị ha. Xài lò than á em, nhà chị xài lò than. Giá của chị là 35 ngàn. 35 ngàn. Còn nếu mà có bao tử á, bây giờ làm thêm bánh 35 ngàn là có phèo, việt, huyết, viên. Dạ. Những cái đồ này phải hầm bao nhiêu, gọi là bao nhiêu gia vị trong trong cái nồi để ra chúng ta nước lèo vậy? Nhiều không? Nhiều, nhiều. 10 loại không? Có đó. Ồ. Nhưng không có, nhà chị bán heo, mà huyết cũng là huyết heo á. Cô chú anh chị và tất cả các bạn, sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn món hoa, một món ăn mà có lẽ nó sẽ kén vị. Đường này đường một chiều, vắng lắm, có bán gì đâu bạn ơi. Nhưng mà có. Phim Phú Travel xin chào quý vị khán giả Gia Phú và Mèo. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ghé địa chỉ là 138 đường Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6 để đi ăn một món hủ tiếu. Hủ tiếu này Phú sẽ chế theo kiểu của Phú, đó là gọi là hủ tiếu nước đen, hủ tiếu lòng heo, như tên gọi chính gốc của nó chính là hủ tiếu hồ. Mời quý vị khán giả chúng ta qua tìm hiểu. Là quán là không có bảng hiệu gì hết, chỉ một cái địa chỉ vậy thôi mà khách tới mua mang về và ngồi quán lại cũng rất là đông, có khoảng là 5-6 bàn nha quý vị khán giả. Dạ, em chào chị Nhi. Đó, tới đây thì quý vị khán giả sẽ thấy có ba chị, ba chế bán. Mình là chị em trong nhà luôn hả chị? Đúng Nhi? Rồi, chị em ruột trong nhà. Nhà chị hoạt động lâu chục năm. Hồi trước Tết em có ghé mà vậy hả? Mình không có bán. Cho nên em không có biết là sao lại nghỉ. Nhưng mà chắc có lẽ đi nhầm ngày trai á, chứ ngày chị hoạt động tới ngày 29 Tết luôn á. Dạ. Vậy coi như là chị như là mình không có bán ngày trai. Mùng 1, 15 nhà mình không có bán. Dạ. Mình không có bán. Mỗi ơi, mình có lấy hành không? Mấy bé gái nè. Mấy trai có lấy hành không? Còn nên mình bán đây là bao nhiêu năm rồi hả chị? Ở đây hả, nhà chị bán từ năm 1981 tới giờ. 1981 81 81 Bốn mấy năm rồi. Lâu dữ lắm luôn á. Lâu cái quên luôn. Một chỗ này luôn hả chị Nhi? Không, hồi trước bán ở dưới kia. Rồi bây giờ dời lên đây. Rồi cũng là đi tới luôn nè. Dạ. Vô chừng á. Thầy mình thuê mặt bằng. Ví dụ người ta mình hoạt động thời gian rồi. Nếu mà không được thì mình lại đi. Mình phải đổi. Nhưng mà cũng vòng vòng ở đây thôi. Dạ. Mình khu vực vòng vòng đây. Khách quen ở đây rồi. Đúng rồi, người ta cũng biết. Mà em thấy là sao mình không gắn thêm cái bảng gì chị? Mình không có bảng hiệu. Nói chung là gắn hủ tiếu hồ này với nhà chị cũng lâu chục năm rồi, nhiều ăn cũng khách quen rồi. Cứ xong rồi cũng không có cần bán cái hiệu gì. Nhưng mà có mấy cái chú nhà báo đợt trước chú có làm cho mấy cái bảng hiệu đẹp lắm. Dạ. Mà tại mình chưa có gặm, chưa có đóng lên. Treo cho nhiều người biết để mình bán cái gì. Có nhiều khi khách lạ, khách những like đi mình thấy không biết bán món gì. Lấy ghế ngồi đi không sao. Dạ. Đây, mời quý vị khán giả xem tô hủ tiếu nha.
Đây. Đó, quý vị khán giả nhìn cái bánh giống bánh ướt ha. Đó là hủ tiếu ha. Tô mình đang bán là cứ một tô bao nhiêu chị hả? À, cái tô này là cái cô chú này kêu thêm bánh. Dạ. Thì thêm bánh giá của chị là 35.000. 35.000. Còn nếu mà có bao tử, bây giờ là thêm bánh 35.000 là có phèo, việt, quyết, viên. Dạ. Còn nếu mà có bao tử thì là 45. Dạ. Tại bao tử giá nó hơi cao hơn chút xíu. Bao tử giá nó cao. Thoải mái cao nha. Tại vì tô đặc biệt cứ tô có bao tử. Thôi chứ rồi, tiếp rồi. Quyết không hả? Lấy qua đây. Đây đọc con nghe rồi. Cảm ơn em nha, Anh. Tô này thêm bánh. Đó. Tô thứ hai. À cái này chén quyết không? Quyết không là ở đây giá chị 15.000. 15.000. Nóng quá. Đó. Ở đây sẽ có chị Nhi bán là từ sáng đến trưa là ba là nước lèo gì vậy ha? À, 6 giờ sáng quán chị hoạt động từ 6 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Là như đây là bán từ đến chiều luôn hả chị? Phải nấu thêm đúng không? Ở nhà đẩy ra nữa. À, ở nhà có đẩy ra. Đây tô 30. Lên tới 28 à, nay mới lên giá 2.000 đó. Dạ, mới lên giá 2.000. Lấy bịch hả chú? Rồi, mà lấy bịch ở hộp vậy? Tô này là 30 nữa hả chị? Đúng rồi, tô này 30. Là sẽ múc mấy cái trong nồi thôi. Không, cũng có, cũng vẫn có phèo ha, ruột, quyết, viên cũng đầy đủ phèo, em. Chỉ có không có bao tử thôi. Giá bao tử của chị có bao tử nữa thì là 40. Dạ. Chỉ có hai giá để khách dễ lựa chọn. Ở đây nếu mà quý vị nãy giờ khán giả xem sẽ thấy chị bán là chứ chị múc vô rồi chị lại múc cái nước lèo ở vô lại. Cho nó có đủ cái nhiệt độ nóng. À, chứ cái hủ tiếu này là mình ăn vậy được luôn. Tại nhà chị đặt cái này nó giống như sợ bánh ướt. Bánh ướt. Mình ăn không vậy cũng được luôn. Rất là ok. Nhưng mà tại chị chuẩn vậy là cho cái nhiệt độ bánh nó nóng hơn nó nữa. Thấm hơn. Nó nóng hơn nữa, nó ăn sẽ ngon hơn. Nhờ tô này giá của chị là 30. Dạ. Cho khách đi chị. À, phải luôn giữ nóng hai lò chị ha. Xài lò than á em. Nhà chị xài lò than. Để nước lèo nó luôn nóng luôn. Tại vì bên đây là châm qua bên đây. Chị bán không ngửi, không nghỉ tay luôn. 6 giờ sáng, 4 giờ chiều. Món này ăn sáng đông ha chị ha. Chắc là bán nó cứ cách đều tới trưa hay gì hả? Trưa thì vắng tí tí, thoảng thoảng tay cỡ 10 giờ mấy nó cũng đỡ nhẹ nhiệt chút. Này là chị nấu chín luôn hay sao? Ở nhà cũng mấy chị em nấu mà. Dạ. Xung quanh mấy chị em làm hết á, công đoạn là mấy chị em làm hết á. Giờ chị làm cái tô 40 thật cẩm đầy đủ. 40. Giờ thời đại giờ người ta có bán qua app á, chị có không luôn. Không, không à. Không luôn. Không tiếp cận công nghệ thông tin. Không phải. Do là tại vì nhà chị không có lượng người làm. Nói chung là cái này, những cái này là khâu tự mình chị em làm không mà. Thành ra mình không có mướn những cái khâu ở trong nhà, không có ai, không có mướn được người nữa. Thành ra là làm ra sĩ số nó cũng không có đủ mình đâu. Bán tại chỗ thôi ha. Nó tại chỗ. Có một số người họ tới nói sao không lên app này nọ. Nhưng mà bây giờ được cái là công nghệ rồi. Dạ. Họ bắt gáp á. Nhà ai mà quận 2, quận 7 gì họ cũng bắt gáp lại đi mua. Dạ. Gáp lại lấy hàng. Nhờ shipper mua giùm. Shipper mua giùm. Mà shipper nó cũng quen luôn. Mua giết rồi nó cũng quen ở đây. Ủa anh ơi, ở bên đó còn ai không chị Hồng? Cắt này đi. À, bà tử. À là nó nằm ở dưới hả chị hả? Còn nhiều không? Không, tại vì sáng nay là chị bỏ vô cho nó nấu cho nó hơi mềm tí nữa. À. Chút xíu mấy người lớn tuổi chút xíu thì nó ăn nó cũng... Nó còn dai. Nó cũng phải là dai đâu, giới trẻ họ ăn hoặc hết luôn. Dạ. À, mình lớn tuổi người thì lớn nó thì sẽ mềm thích mềm hơn để nó nhai dễ thôi. Đó, bào tử. Cái tô này nói chín
da 40 nó có bao tử thì thật chất ruột nó cũng nhiều hơn tô 30. Yeah. Nó khác hơn. Tại có nhiều khách họ không biết chứ nó sẽ khác hơn. Rồi cho mũi đi. Mũi phía ngoài, bên kia còn tô. Một tô bình thường, tô thêm bánh, một chén quyết không? Giọng chị về ra Sài Gòn luôn nha. Mấy khách đó ăn quen không á? Vô là biết họ ăn như thế nào á. Hai trà đá luôn nha chị Hồng. Mà em ăn cũng món này cũng mấy lần rồi. Em ăn mắc lạc kéo đen là do mình bỏ cái vị thuốc vô hả chị? Chị nhà chị á nhiều gia vị lắm. Nhưng mà em cũng là khách ăn rồi hả? Quen phải không? Dạ. Nói chung là nó có vị thuốc cũng chậm luôn, nó màu đen đen. Nhiều gia vị, nhiều gia vị. Tại mình phải hầm mà. Cái đồ này phải hầm. Bao nhiêu gọi là bao nhiêu gia vị lên đó trong cái nồi để ra cái nồi nước lèo vậy? Nhiều không? Nhiều, nhiều. 10 loại không? Cỡ đó. Ồ. À, bánh bình thường chứ đi. Tô thêm bánh tô bình thường với lại một chén huyết không. Tô này là thêm bánh nè. Dạ. Rồi nó tràn luôn. Thêm bánh. À, không không không. Cứ làm đi. Vô nha chị Hồng hai chồng. Có hai ly trà đá nữa đó. Thôi bóng nghi ngút liên tục luôn. À, cái người làm viên này cũng là nhiều đời á, nó cũng 40-50 năm, 40-50 năm ở trong lòng chợ lớn. Dạ. Yeah. Cái chú này cũng là nổi tiếng rồi. Bánh phở với lại heo viên. Nóng lắm. Cái này múc qua hết đi rồi sáu lên đợi bà. Trà đá. Cái này 1.64 nha. Trà đá quay à? Hai trái 64. Trà đá. Vô. Chạy bàn luôn ha, thấy không? Thấy thương không? Thương ghê luôn á. Ồ. Nếu mà nhìn kỹ nó có những cái lợn cợn là những cái của gia vị, gia vị trong đó. Hồi nước lèo đen. Nước lèo ha, đào bao tử nè, đó. Bên này là hầm thêm bao lâu nữa hay bao tử nữa mềm? À, chút xíu chừng 10 phút nữa. 10 phút nữa. Tại ở nhà mình đã thìa sẵn rồi mà. Cái này là đồ khóa nấu mình đã thìa xong hết rồi, bây giờ mình gói vô đây thả vô nó đang sôi á. Mình nấu thêm 10 phút nữa là tầm mấy người hơi lớn tuổi ăn được. Là làm mấy cái món này là mất bao nhiêu tiếng vậy? Thời gian quá dài luôn. Dạ, chiếm thời gian của chị thì quá. Thì cái thời gian mà làm sạch khóa nấu là đúng nó lâu rồi, rất là lâu. Giống như một số người ở nhà tư nhân họ cũng không dám mua về ăn luôn á. Tại làm rất là cực. Dạ. Thực sự là nếu mà họ là người bình thường mà làm 1 kg ở nhà làm 1 kg là lâu dữ lắm luôn á. Ê Láng ơi, bỏ miếng ruột vô đi Láng ơi. Đó, là thêm ruột. Thêm ruột, thêm heo viên. Đó, đó, cái đó đó. Khoan để lấy cái giá, em ra cho cái giá nó vớt bớt mấy cái cục này lên đi để nó thả ruột vô. Bây giờ là có những cái này nó hơi mềm mà lát mấy người lớn tuổi ăn được này. Yeah. Cái này nó mềm rồi đó, tại mình cái quyết là chị bỏ lúc nấu hay là nói chung cái quyết là nhà chị cũng phải ở nhà phá nấu xong mới đem ra đây mới thả vô. Dạ. Ồ, vậy là cái nước đen là đen sẵn rồi. Rồi đúng không chị, chứ không phải là do một phần huyết. Ồ dạ. Mình đó là ruột heo không hả chị ha? Đúng rồi, cái đó ruột không. Đó là mình đã làm cái gì rồi chị? Thì là khìa xong hết. Nói chung bây giờ mình bỏ vô đây cho nó nóng. Dạ. Nóng ăn nó ngon. Khìa gia vị hay gì? Thì đúng. Nó giống như là mình hầm ở trong đây nè. Dạ. Tại sao mình phải vớt ra mình cắt nhỏ. À. Đó mình phải cắt như vậy không thôi sáng mình đâu có bán được. Mình cắt như vậy rồi sau đó mình bán mình sẽ bỏ vô đây để cho nó có nhiệt độ nó nóng, nó thấm. Chứ thật chất nó ăn gì cũng được luôn. Dạ. Nó cũng là thấm sẵn rồi. Nói chung là nó là xem như là đã chế biến xong là hoàn tất luôn. Dạ. Mình ăn như vậy cũng được luôn. Quay cận nha bạn ăn thịt. Nhưng mà tại vì nó là teo mà. Dạ. Giống như là ví dụ 1 kg ruột á thì nó mình làm xong luôn á, cái trọng lượng nó cân chừng có 300g 400g. Dạ, nó bị hụt, nó bị hụt. Tại nó tươi với lại cái đồ khóa nấu nó khác. Dạ. Nó là 1 kg ruột tươi là nó còn có 300g. Cái này mình phải lột bỏ cái mỡ. Có bớt mỡ trong nó hết. Sạch sẽ là nó hớt rồi. Tại vì mới đầu cái ruột của nó là ở trong đó nó có mỡ. Có mỡ mình phải làm sạch sẽ trong đó thì nó sẽ tươi. Rồi, chị Nhi làm cho em tô 40 đi, có bao tử. Ừ. Kêu 2 ly trà đá cho em chai này luôn nha. Dạ. Kêu 2 ly. Thì làm cho chị trong kia trước ha. Ừ. Làm cho chị đó xong cái đó.
món này như bây giờ mình đã có cải tiến đúng không chị? Chứ hồi xưa mình nói là phải xài bột năng nó không phải hơn. Bột năng là mình phải bỏ vô cái bánh này. Hồi trước là nhà chị nấu nguyên cái nồi bánh. Nguyên nồi bánh đó là nó hơi sực sòn. Mà bây giờ mình cải cách chút xíu thôi. Ăn vậy cho nó dễ ăn hơn, khách Việt nhiều hơn. Hồi trước là người Hoa nhiều, khách người Hoa nhiều. Bây giờ đa phần là lớp trẻ rồi người Việt người ta ăn người ta sợ cái sực sòn lắm ăn nó. Anh ra chị cải cách hơn chút xíu thôi. Lấy giờ chứ không lấy gì. Nãy có gu nhiều người mà thích ăn bánh quẩy nữa. Nhưng mà thực chất đó, hồi trước nhà chị cũng có bán bánh quẩy á. Nhưng mà về sau chị cắt bớt, biết sao không? Bánh quẩy có một số khách nói là hả nó dầu mỡ, nó chiên đi chiên lại người. Có một số khách sẽ không ăn. Ở đây thì khu vực này ta không chủ bánh quẩy. Đầy đủ. Nước lèo này là có xương heo không chị? Nhà chị hầm xương có ống. Có xương không? Xương có ống xương ống. Bao nhiêu hoàn toàn là từ heo không ạ? Nói chung là món heo này. không có nào pha đâu. Dạ. Bởi có nhiều người nói ủa cục này viên viên này chắc viên bò. Nhiều khi người ta tưởng bò viên á. Nhưng mà không có, nhà chị bán heo mà huyết cũng là huyết heo á. Dạ. Cũng phải huyết vịt luôn nha, huyết heo luôn. Dạ. Quyền. Khách VIP đó. Ngày nào cũng ủng hộ. Ngày nào cũng ủng hộ. Dễ thương lắm, dễ thương. Tràn tô luôn. Này chỉnh cho em trai đó đi. Em cho em trai đó một tí đi. Ok, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món hủ tiếu hồ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nếm nước lèo. Quý vị khán giả có thể thấy cái nước lèo nó sẽ có màu đen đen nâu. Mà múc ở đây chúng ta sẽ thấy được cái nước nó cũng trong, thấy được cái phần muỗng. Nó giống như cái màu nước trà vậy đó. Mùi của nó sẽ thơm thoang thoảng. Mình để sát vô thì chúng ta mới ngửi thấy được cái mùi của lòng heo. Vị nước lèo này nó sẽ nó thanh, ngọt thì nó sẽ không có ngọt đâu, nó sẽ có một chút mặn mặn, nó thanh thanh mặn mặn đó. Và bây giờ trên bàn thì sẽ cũng không có nước chấm gì hết, sẽ có tiêu đây. Đó, đây là sẽ có một củ ớt, tỏi ớt nè, chú thấy trời đất thôi. Chanh thì chị cũng không có để trên bàn nha, mình ăn là mình xin đó, mình pha tí tí thử. Đó, bình thường thì Phú không có chắc chanh đâu. Nó sẽ có thêm một cái vị chua chua nha, cay cay. Mình thích cái vị ban đầu hơn, tại ban đầu thì nó sẽ có cái độ mặn mặn nó ngọt thì chắc là khó cảm nhận. Mình nếm xong á nó trôi qua, nó đọng lại nữa thì nó mới có một chút vị ngọt. Đây bánh phở nhìn giống như bánh nướng nó mỏng à. Ủa quên hủ tiếu chứ, mình nói bánh phở quen miệng thôi. Nó là nhiều lớp là ớt nó gộp lại, nhưng mà khi bỏ nước lèo thì nó sẽ rời ra. Phú nghĩ á, với cái món mà này gọi là cái món gọi là cách đây nhiều năm á, nó gọi là một cái món gọi là khó nuốt. Nó sẽ nhiều nơi họ sẽ nấu đậm vị hơn, nó dành cho những ai có gu kiểu dạng thích nó nồng mùi và đậm vị đó, cho nên là nhiều người sẽ ăn không quen cái món này. Mà ở đây á, thì chị nấu á, cái mùi của nó sẽ thơm thoang thoảng và ăn á, thì nó cũng sẽ không có quá đậm vị nên nó khá là dễ ăn. Đây đó, một tô thì chúng ta có thì gọi là thú linh đúng không ta, mình cứ hay bị lộn cái này, nói chung là phá lấu đi, mình gọt chung phá lấu. Đó, ruột thì sẽ được nhiều hơn.
À, chúng ta thấy không? Nhìn nhai vậy, tức là nó sẽ vẫn có một cái mùi nồng thanh thoảng của cái ruột heo. Đó là đặc trưng của cái món này. Như hồi xưa là phải nấu sệt hơn nữa, ăn thì nó sẽ ngán. Nói chung là cái phần ruột này nè, mình ăn nhiều chỗ rồi, ăn bánh mì phá lấu hay gì á, phải làm kỹ lắm. Nó gần như là cái, ở đây là chị đã làm kỹ rồi đó, cái mùi nó không có nặng nhiều đâu. Nó chỉ thanh thoảng thôi. Ừ, đâu rồi. Sau khi mò lặn, nó tìm được cái này. Cái này béo không? Ở trong á, nó còn nhân nó bột bột quá luôn, dài dài. Cái bao tử nó cũng dai nhưng mà nó cũng đủ có cái độ mềm là quý cô chú có thể nhai khá là dễ. Trước đây á, Phú quay á thì ở hai địa điểm là khá xa, là như đường Gia Phú và đường gì quên nè, xa hơn như vậy nữa. Thì với Phú á, cái khẩu vị ở của cái tô này đó, đối với Phú nha, Phú là người Hoa nhưng mà Phú thích cái vị ở đây hơn, nó dễ ăn hơn. Mà không, mặc dù là người Hoa mà mình cũng không thích mấy cái món nó quá đậm mùi. À, hai bên kia thì cái mùi nó sẽ đậm hơn đó, nó sẽ đặc thù với người Hoa hơn. Ở đây Phú nghĩ là người Nam mình ăn được cái món này. Hai heo viên. Có vị hơi tiếc là ở đây nếu mà được mà thêm mà làm một cái chén nước chấm á, để mình chế đoạn nước mắm hay là gì đó thì ăn nó thêm cho nó gọi là nó phong phú. Mà chị bán lâu năm rồi, cái kiểu quán quen là ai cũng đều ăn vậy hết, rất là đông, ăn xong là đi thôi. Hey Quyết, dạo này Tết ăn nhiều thứ quá. Ngon Quyết không? Mềm. À, khi mà ăn thì chắc chắn những cái sợi hủ tiếu này mình sẽ cảm nhận được cái mùi của nó nữa. Món này mọi người rắc tiêu vô ăn nó ngon. Thứ nhất là cái tiêu nó cũng sẽ là nó thơm hơn, nó làm bớt cái mùi đi cho cái món này. Nhưng mà Phú nói là cái mùi này ở đây chị bán nó thanh khoản thôi, nó không có nặng mùi đâu. Mình ngay tò mò hủ tiếu Hồ, hãy đến đây thưởng thức món này. Đây. Mềm, giòn. Món hủ tiếu Hồ là của người Dù Châu, thì đa phần Dù Châu là sẽ có những cái món như là cơm cháo và món hủ tiếu vậy, cũng đều từ lòng heo phá lấu. Nó là đặc trưng ở món người Hoa, rất là đa dạng phong phú. Nhưng mà mọi người qua mà Trung Quốc á, mình tìm hiểu thêm á, nó rộng lắm. Nhà là nghiêng dầu mỡ là mình ở dùng là cay không, rồi là ngọt nè, như thế nào quá trời quá thứ. Nếu mà những ai mà đã biết món này rồi thì có thể sẽ thắc mắc ở đây quán thì có thể là sẽ không có cái cải chua. À, không biết là cái này như thế nào, có thể là gu ở đây khách họ cũng không thích, hoặc là sợ mất đi cái vị heo. Có người trên nơi thì họ để cái cải chua vô thì theo chú ý là để ăn cho nó đỡ ngán và nó giảm bớt cái độ béo ngậy của heo. À, mỗi nơi mỗi khác. Ok. Ở đây muốn hấp hết nước sạch luôn, cái gì cũng dạ. Dễ ăn. Ok, thì cũng là chắc là phải đến lúc kết thúc chiếc clip rồi. Thì Phú xin tổng quan làm chút xíu ha. Nếu mà quý vị mà khán giả đi buổi sáng, buổi chiều mình ngồi ở ngoài sẽ thoáng và mát hơn. Ở trong thì cũng thoáng nhưng mà vậy nó sẽ hơi tối tối, do nhà của người ta không có bật đèn. Rồi sợ hơi tối quý vị khán giả thôi. Mình sẽ có khoảng 2-3 bàn gì đó ngồi ở đầu gần đèn xanh đèn đỏ. Rồi
những quý vị khán giả nào đã từng thưởng thức món hủ tiếu Hồ ở những nơi khác và đã từng thưởng thức ở đây thì comment cho Phú biết về thêm cái khẩu vị của quý vị khán giả nha. Với cá nhân Phú là người Hoa thì Phú ăn cũng nhiều nơi hủ tiếu Hồ rồi. Cái món này đúng rồi, với người Hoa thì nhiều khi mà Phú ăn còn không quen nữa. Cả nhưng mà cái hương vị ở đây của chị Nhi bán á, ăn lại rất là dễ, Phú ăn hết tô luôn, ăn húp hết nước luôn. Và chị thì quan trọng là cái lòng heo của chị được làm sạch, nó không có bị mùi nặng. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.